Thưa quý vị, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Kể từ sau khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được kiểm soát, nhiều chương trình hiến máu nhân đạo do các đoàn thể xã hội, nhóm thiện nguyện hay các câu lạc bộ máu nóng đã được nối lại, góp phần bổ sung một lượng máu dồi dào cho hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tôn lên nghĩa cử cao đẹp của hành động hiến máu cứu người. Phóng sự được thực hiện nhân ngày quốc tế tôn vinh người hiến máu, ngày 14 tháng 6. Đây là một buổi hiến máu, hiến tiểu cầu nóng của một thành viên thuộc câu lạc bộ máu nóng Tim yêu thương thành phố Đà Nẵng. Cũng giống như các hội nhóm hiến máu nóng khác trên địa bàn thành phố, mỗi khi có trường hợp cấp cứu khẩn cấp cần máu, các thành viên trong câu lạc bộ đều túc trực để nhanh chóng có mặt tại bệnh viện khi được điều động, qua đó kịp thời trao đi những giọt máu quý giá để cứu chữa bệnh nhân. Bất kể ngày hay đêm, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, đó là tâm nguyện của những tình nguyện viên khi tham gia hiến máu nhân đạo. Nhóm thì khoảng 300-500 thành viên, cũng không nhớ rõ nữa, tất cả các loại máu. Khi nào bệnh viện mà cần thì sẽ liên hệ với nhóm trưởng, để nhóm trưởng sẽ báo với các cả hội viên, và hội viên nào được thì sẽ lên giúp các bệnh nhân, kể cả ngày đêm 24/24. Hiện nay các câu lạc bộ máu nóng tại thành phố Đà Nẵng thì hoạt động rất là tốt và đem lại việc kịp thời các cái chế phẩm cho cấp cứu và điều trị rất là kịp thời. Các anh chị trong các câu lạc bộ máu nóng là không quản ngại thời gian, đêm hôm rất là nhiều ca cấp cứu trong 1-2 giờ sáng. Nhưng mà khi mà đã tiếp nhận được điện thoại thì các anh chị sẵn sàng không nề hà các cái khó khăn, và đặc biệt là rất là nhiều ca đã được cứu sống. Sau khi dịch COVID-19 tạm lắng, nhu cầu khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố tăng rất cao, đặc biệt là những ca cấp cứu trong mùa cao điểm như hiện nay. Vì vậy mà nhu cầu máu của các cơ sở y tế cũng tăng theo. Tuy nhiên, khác so với thời điểm dịch còn căng thẳng thì các ngân hàng máu giờ đã có một lượng dự trữ dồi dào khi các hoạt động hiến máu được tổ chức nhiều trở lại. Điều này giúp cho việc khám chữa bệnh diễn ra suôn sẻ thuận lợi hơn trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian qua thì việc tiếp nhận máu tại Đà Nẵng luôn được đảm bảo. Mọi tầng lớp, người dân, các cơ quan, xí nghiệp, địa phương, bệnh viện, trường học đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Do vậy mà việc tiếp nhận máu đã được đảm bảo cho cấp cứu và điều trị. Hiện thành phố Đà Nẵng có 7 câu lạc bộ đội nhóm hiến máu tình nguyện trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố với tổng số hơn 23.000 tình nguyện viên. Đây là lực lượng sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu hiến máu cứu người. Nhờ vậy mà trong 2 năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do COVID-19, nhưng phong trào hiến máu tình nguyện ở Đà Nẵng vẫn được duy trì thường xuyên. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, tổng lượng máu các cấp hội vận động được cho Ngân hàng Máu thành phố với gần 14.000 đơn vị máu.